Okay. Hi. Nói chung là MC chính có việc cần phải đi cho nên là MC phụ ra. Các bạn có một tràng pháo tay cho MC mới đi ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau đây là một bài hát rất dễ thương mà Simplex muốn hát tặng cho các bạn. Ai đang yêu thì cố yêu nha. Bức thư tình đầu tiên. Khi em đưa mắt nhìn anh qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đến nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim em tình yêu bất tận. Phút giây em nghẹn lời vì biết anh yêu em. Thank you.
xác tình dân mắt anh kim tìm tay anh lặng nghe môi anh gấp tiếng Không ngờ lại có một bạn hát bài rất là tốt. À, khi nào mà chị cần có người hát chung chị mời em. Em tên Tùng. Anh tên Tùng hả?